Gia đình bà Nguyễn Thị Tài, một trong những hộ giáo dân tiêu biểu làm kinh tế giỏi của giáo họ Đồng Trấm, xã Hùng Sơn. Từ nguồn vốn hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, bà Tài đã phát triển chăn nuôi dê, bò trên 30 con, đào 1.500 m² ao thả cá và phát triển vườn cây ăn quả, thu nhập từ mô hình tổng hợp VAC mang về cho gia đình gần 100 triệu đồng mỗi năm. Nhà tôi trước đấy là cũng gặp nhiều khó khăn, như nhờ trên xà đây là nhà nước đây là cho vay một ít vốn là làm ăn là dừng hơi phát triển, đây là có thu nhập hàng năm đây. Song song với phát triển kinh tế, đồng bào Công giáo huyện Anh Sơn còn tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Xóm 5 xã Hoa Sơn, nơi có trên 60% hộ là đồng bào giáo dân. Những năm qua, đồng bào lương giáo nơi đây luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Nhiều giáo dân đã tự nguyện hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Thôn ở đây thì là cơ bản là bà con giáo dân, trên 60% là giáo dân. Nhưng mà về đóng góp để mà xây dựng dân hoàn toàn là thừa hưởng. Bởi vì họ xác định là nếu như xây dựng xóm làng mà sạch đẹp thì họ hưởng lợi từ đó. Hiện nay huyện Anh Sơn có gần 10.000 giáo dân sinh sống thuộc 4 giáo xứ, 17 giáo họ. Trong những năm qua, đồng bào Công giáo đã thực hiện tốt các quy ước, hương ước làng văn hóa, xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, được hội đồng mục vụ, các giáo xứ, giáo họ và giáo dân tích cực hưởng ứng bằng việc hiến đất, tài sản, đóng góp quỹ, ngày công. Toàn huyện đã có 5 xã có đồng bào giáo dân sinh sống đạt chuẩn nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới thì đặc biệt là như ở xã Hùng Sơn, rồi là Trường Sơn, Thạch Sơn, rồi Thị Trấn, Khái Sơn, Lình Sơn và Làng Sơn là có những cái xã vùng dạo đó thì đã hiện như thế là 3.500 m² đất để là đường giao thông và 1.500 m tường rào phá giờ để làm đường giao thông, chặt cây cối hạ là các cái ký ốt để làm cái đường giao thông và hàng nghìn người công là để xây dựng là về nông thôn mới. Từ phong trào phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới đã và đang ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương người công giáo điển hình trong lao động sản xuất, chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, những đóng góp của đồng bào giáo dân đang từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn Anh Sơn.